Chào cha. Ui giời ơi, hôm nay dở dở ấy sao mà cha vợ lại sang thăm con rể thế này ạ? Mình ngồi đây. Cầm lấy cho tôi. Anh đứng đây. Dạ. Anh cấm được ngồi. Sao sao anh thế? Anh bằng vai phải lứa với tôi mà anh muốn ngồi. Dạ, có chuyện gì thế ạ? Này, tôi hỏi ông này, có phải ông đang định tranh chức quan hệ được tới đúng không? À. Này, sao chuyện trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã thông, ai nói với bà biết? Thế là đúng đúng không? Cha đến đây vì chuyện đấy đấy, ông biết. Sao chuyện kín như thế mà cũng biết được nhỉ? Anh Lý. Dạ. Anh phải nên nhớ rằng tôi đã từng làm lính xa nhà. Dạ. Cho nên con muối bay qua con gà bay tới. Dạ. Không biết con nào được, con nào cạn. Dạ. Anh đừng, cho nên không có gì là không qua được mắt tôi đâu. Dạ, đúng là không có gì có thể qua mắt được cha vợ. Ừ. Dạ, thực ra thì là chuyện này mới chỉ là ý định của con thôi ạ. Anh nên nhớ là ở làng anh làm đã rất tốt rồi, nhưng lên huyện ấy nó còn nhiều vấn đề phức tạp lắm. Dạ thưa cha. Cha không phải lo nhiều quá thế đâu ạ. Ở làng thì với ở trên tổng trên huyện thì nó có khác gì nhau đâu. Ở trên huyện nó chỉ là nó rộng hơn, nó lớn hơn thôi. Con nghĩ rồi, cứ có cây này rúi vào là bọn lính nó làm cho mình hết, không phải lo gì ạ. Anh còn ngây thơ lắm. Anh thử đi tôi xem nào. Dạ, thế xin phép cha ạ. Anh đi đâu đấy? Dạ, tưởng cha bảo là đi thì con đi vào trong nhà. Anh còn dốt lắm. Làm quan là người ta bảo một, mình phải hiểu 10, nghe rõ chưa? Ý cha là anh đi một vòng xem cái phong thái của anh có ra dáng làm quan không? Đúng. Anh thì ngây thơ lắm. Đúng rồi. Dạ. Thế con đi thử xem cha xem thấy được chưa nhá. Đi. Dạ. Dạ, được chưa? Không được, không ổn. Thế phải đi thế nào ạ? Anh đi như thế thì cả đời anh chỉ loanh quanh ở trong cái làng này thôi. Này, ươn cái bụng ra, đi lại xem nào. Ươn cái bụng ra thế này. Đi dạ. Thử lại xem nào. Con vợ thằng Lý. Dạ. Mày nhìn thằng chồng mày xem có khác nào cái con nó có chữa không? Không được, không thế được. Thế phải đi thế nào ạ? Mày nhìn cha đi một lần mà học đây. Dạ. Chứ đi như thế này thì cũng chỉ là anh Lý ở trong cái làng này thôi. Dạ. Nhìn đây. Ý giời ơi. Đấy. Ôi giời. Anh phải đi giống cha như thế này. Đấy. Cha đi đẹp quá. Đáng nhẽ cha phải làm quan mới đúng ấy. Anh không phải khen. Khen ta là chỉ có thừa thôi. Dạ. Đấy. Làm quan ấy, cái chuyện đi đứng. Dạ. Nó đã quan trọng rồi. Dạ. Nhưng cái việc đối xử, ứng xử nó còn quan trọng hơn. Dạ. Đấy. Nếu anh xử lý các cái việc nó không khéo thì suốt đời anh cũng chỉ là anh Lý quanh quẩn ở cái làng này thôi. Dạ. Đấy. Làm quan là không phải chuyện đùa đâu, có ngày mất kế bay đầu như chơi. Dạ, con biết rồi ạ. Biết rồi, biết như thế nào? Dạ, con biết là bay ghế mất đầu như chơi. Ngu lắm. Vẫn chưa hiểu một cái gì cả. Thế bây giờ? Bây giờ thế này. Tôi ví dụ, tôi là quan huyện. Dạ. Tôi xử cái việc anh đánh vợ anh. Dạ. Đấy. Nhưng mà tại sao con lại phải đánh vợ con? Đánh vợ con là thế nào ạ? Thế là càng ngu. Nha. Nghe đây. Dạ. Anh đánh vợ anh quá nhiều. Bây giờ tôi xử xem. Anh nhìn vào đấy để anh học tập cái cách xử của tôi nó như thế nào. Dạ. Đấy. Dạ thế bây giờ bắt đầu được chưa ạ? Bắt đầu đây. Nào, thưa đi. Dạ
bẩm quan ạ. Quan phải đòi lại công bằng cho con ạ. Thằng chồng con suốt ngày nó đánh con quan ạ. Dạ bẩm quan ạ, không phải vậy đâu ạ. Con vừa động vào người nó một cái, nó quay ra nó kêu toáng làng toáng nước lên, xong rồi quay ra nó đá, nó đấm, nó đánh con còn đau hơn ấy ạ. À, dạ. Đâu? Dạ, nó đánh vào đâu? Đánh vào đây ạ. Dạ. Xem nào. Bẩm quan. Dạ, con đây có chút lòng thành. Con biếu quan 5 đồng. Năm đồng hả? Quan xử thắng cho con nhé. 5 đồng đúng không? Vâng. Ta không chơi với tiền giả. Ta phải có tiền thật ta mới xử. Tức là phải đưa luôn tiền thật hả cha? Chứ còn gì nữa, tiền tươi thóc thật. Đây, thế tí cha giả lại con đấy nhá. Đã biết rồi. 5 đồng. Dạ thưa quan, con xin biếu quan 5 đồng. 5 đồng. 5 đồng. Tiền thật. Quan nhớ xử cho con thắng nhá. Hai người nghe ta xử đây. Dạ. Anh kia. Dạ. Tội của anh đánh vợ. Dạ. Ta xử. Dạ. 50 roi. Sao lại 50 roi? Ôi quan ơi. Con vừa đưa cho quan 5 đồng. Bây giờ quan phải xử cho con thắng chứ sao lại xử con bị 50 roi là thế nào ạ? Ngươi vẫn chưa hiểu câu chuyện. Dù ngươi có đưa cho ta cái gì đấy, nhưng đường nó vẫn là con gái ta. Đúng không? Người dốt lắm. Dạ. Làm quan ý thì phải hiểu này, do chiều nào mình theo chiều đấy. Dạ. Đấy chứ mình không thể máy móc được, đúng dạ, không? Dạ. Phải dạ. Hiểu được cái như thế thì mới làm quan được. Dạ. Chứ không là cứ loanh quanh ở cái làng này chán lắm. Có nghe chưa? Là cứ thế nào có lợi thì đúng mình làm. Đúng thì là mình dạ, làm. Dạ. Thôi, tôi về. Đây. Ê, khoan đã. Cái gì? Cha, con. Cho con xin lại 5 đồng con vừa đưa cho cha ấy ạ. 5 đồng nào? Dạ 5 đồng. Ngươi đưa cho ta bao giờ? Dạ hả? Điều được vừa thôi. Tiền con đưa về. Làm quan là phải hiểu được cái chuyện nó như thế nào, đúng không? Rõ chiều nào mình kéo chiều đấy. Dạ. Ta về đây. Có thiệt uống một vẹo nào. Thế là thế nào hả mình ơi? Cha. Anh ơi! Lạ nhở? Vó thì ở đây, người đâu không biết. Anh Nô! Không có, hay là lại chết rồi nhở? Anh Nô! Ôi, giật cả mình! Không nhìn thấy gì đâu nhá. Không nhìn thấy gì đâu nhá. Này, cô chủ. Cái gì? Lấy bộ quần áo. Không lấy, đi mà lấy. Lấy hộ cái. Không. Này, không phải chơi đều nhá. Lấy mà lấy đi. Được rồi, thẳng thắn thật thà, thường thua thiệt. Hôm qua hẹn người ta ra bãi tha ma mà để người ta chờ mãi chả thấy ra gì cả. Thầy cô. Thầy em làm sao? Sao nói thầy em thế? Tại thầy cô ấy, về hỏi thầy cô xem. Người ta làm xong việc, tắm rửa sạch sẽ, đang định đi ra bãi tha ma thì thầy lại giao việc, bắt làm thêm. Làm xong việc làm thêm, lại giao việc thêm. Làm xong việc thêm thì buồn ngủ. Mà buồn ngủ thì mà cũng tại anh Nô chăm quá làm gì. Thế thì từ giờ tôi lười, không chăm nữa. Không được. Nếu mà anh Nô mà không chăm thì lấy đâu ra tiền để cưới vợ? Tôi chó nó lấy. Có người lấy mà. Ai? Đầy. Ai? Biết rồi còn hỏi nữa. Nhờ. Thế từ mai tôi sẽ về đòi thầy cô tiền 10 năm làm công. Đi. Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt.
Ôi dồi. Mày làm cái gì mà quan loạn thế hả? Làm chim ông giật mình đấy. Dồi ôi. Chim ông giật mình. Ông mất chim gì thì thôi. Ông phải chấp nhận sự thật đi. Suốt ngày ông tơ tưởng hão huyền đến cái thời hoàng kim mới làm cái gì? Ông mất chim cũng là do mày đấy nhá. Thế con chim nó quý như thế nó phải ở lồng tròn chứ. Chim khôn đậu nóc nhà quan, gái ngoan phải ở nhà quan nó mới xứng tầm. Đây bây giờ nó mất rồi có mỗi cái lồng không? Ông thương tiếc nó bây giờ thỉnh thoảng ông cứ mang lồng ra ông mới ngắm. Mặc dù lồng không chim, nhưng ông vẫn hình dung là con chim nó đang ở trong lồng. Ngủ đấy đi. Thôi ông ơi, để hôm tới con bẫy cho con chim khác thì ông nuôi nhá. Mày mà cứ ngữ mày bẫy được con chim nó lại khôn như thế à? Mày thế đấy, đấy không có chim của ông Kỳ vừa rồi ấy. Làng thi chim có con chim nó ra hồn đâu. À, con thì hót rứt hết cả óc ấy. Con thì hạ thấp xuống nước mà khả đến cả tiếng ấy. Còn chưa kể là cái con này còn hót thì mà ngang như cua ấy. Nó chả khác gì, nói chung là trống không ra trống, mái không ra mái. Cứ như là cái lão ái trong làng. Ông, cái gì? Đúng là lão ái. Ừ. Đúng là chuyện trống mái. Ừ. Hôm nay là con về con xin thưa chuyện quan trọng với ông ấy. Cái gì? Ngữ mày, người ở đây có cái gì mà quan trọng? Ông vừa nói cái gì ạ? Ông! Hả? Ông vừa làm bẩm gì ấy? Ông bảo cái ngữ mày có cái gì mà quan trọng? Ai bảo ông là không có chịu quan trọng? Thế nên quan trọng là việc gì? Hôm nay, con về sớm để xin thưa với ông một chuyện quan trọng. Ừ. Là ông cho con xin tiền công 10 năm nay để con lấy vợ. Cái gì? Lấy vợ á? Vâng. Vợ này. Ừ. Xin lỗi. Thằng nào ngã đi không? Mày ngã chứ ai? Cái thằng nào tát? Thằng ông mày đấy. Sao ông lại tát con? Xin lỗi. Xin lỗi à? Ừ. Sao con phải xin lỗi? Mày muốn lấy vợ đúng không? Đúng. Đúng. Này. Đúng. Ờ. Làm sao? Sao là mạnh tay nhá. Đáng nhẽ ra là ông phải là người xin lỗi nhá. Tại sao ông đánh con? À, may là mày phải xin lỗi. Xin lỗi những cái điều mà mày không hiểu mày có lỗi hay không. Như thế mày mới lấy vợ được, hiểu chưa? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái răng đấy. Nè. Ông vừa nói là gì? Hả? Ông vừa nói là muốn lấy vợ đúng không? À. Phải xin lỗi những cái điều mà mình không biết. Đúng. Mà vẫn phải xin lỗi đúng không? À. Hả? Này, này, này. Này, này. Mày nên nhớ mày đang là thằng người ở đấy nhá. Biết rồi! À. Thằng này nhá! Ai rồi, ai rồi, ai rồi, ai rồi. Ôi, tôi chết rồi, đấm tôi. Ôi, bà con ơi, cái thằng người ở nó đánh tôi. Ôi, đã đấm đâu? Ông biết ông nó vừa đấy chứ. Mày, đấm vừa, mày vừa đấm con gì đó? Đấm vào tay này! Chưa vào mặt à? Chưa. Thẳng thắn nhá. Ừ. Thật thà nhá. Ừ. Không thất thế, không thua thiệt nhá. Ừ. Ừ. Lấy ừ. vợ mà lại phải xin lỗi những cái điều mà mình không làm, mình không biết đó. Đã thế nhá, thằng này không lấy vợ nữa nhá. Ui, cái ngữ mày có chó nó lấy. Cái gì đấy? Này mày, mày nên nhớ mày vẫn là người ở đấy nhá. Nhớ rồi. Không phải chó đâu, mà là cô chủ, con gái rượu của ông đấy, nhá. Đến bây giờ, ông có xin lỗi con không lấy. Ra đồng! Gì mà cái thằng nơi nó lại ngoe 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 quẩy thế hả ông? Nó đòi tiền công đấy. Kìa thầy, anh Nô làm nhà mình 10 năm rồi thì thầy phải trả công cho anh ý để anh ý còn lấy vợ chứ. Chính vì nó đòi lấy vợ cho nên thầy phải dạy nó cái bài học đầu tiên trước khi lấy vợ là phải biết xin lỗi. Xin lỗi cái điều mà mình không hề có lỗi. Có đúng không bà? Ừ, phải rồi. Ừ. Phải biết xin lỗi những cái điều mình không có lỗi.
mà vẫn phải xin lỗi vợ. Đấy, hiểu. Kiệt thầy U, nhưng mà nếu bây giờ không xin lỗi anh ý thì mình còn phải đền làng nữa đấy. Là như nào? Thì là con chất dại với anh Nô rồi ạ. À? Ôi trời ơi, ông ơi! Bán nhà đi để đền bù cho làng bắt vạ à? Ông ơi, thì có nghĩa là kiếm củi 3 năm mới thiêu 1 giờ à? Ôi giời, con đây là con. Ôi trời ơi, ông ơi! Bây giờ làm thế nào? Bối do chắt chấu mặt bố mẹ thế này. Ôi trời ơi! Thế này thì có mà ông đuổi theo xin lỗi nó đi. Cái gì? Tôi mà phải xin lỗi nó à? Chứ sao nữa, không xin lỗi thì phải phạt vạ à? Ồ, thế có nghĩa là cái thằng Nô bây giờ nó mới là ông chủ, còn tôi với bà. Ông Nô ơi, tôi xin lỗi. Kìa bà. Nô ơi. Ông Nô ơi, ông bà xin lỗi. Ôi dồi ôi, nhanh nhanh cái chân lên xem nào. Trời ơi, đúng không? Nhanh lên, sốt ruột quá cơ. Ngâm mà làm gì mà cứ phải cuống đến thế nữa. Mà vội mà cần tớ chẳng có đi đâu. Mà vội mà cần thúng thăng con gậy. Giò lăn bậc thang ấy mới tung hoành. Một cõi giang sàn chẳng thèm mà nhấc cái nháy. Chẳng mà nhìn ai sống ở trên đời cho nó đáng. Mặt là trai, là trai nó phải từ từ, nó phải thông thả. Trai này, trai này, trai này. Này, làm gì mà sốt sắng thế? Thế chả sốt sắng thì sao? Người ta đã bảo rồi, cái miệng đi trước, cái miệng khôn. Mình mà không đi đến nhanh, hết cỗ thì sao? Hết làm sao được cỗ? Làm sao mà không hết được? Gơm mà, tôi biết mình không phải cái ngứa tham ăn tục uống. Nhưng mà làm gì cả cuống cả lên. Đi đến đâu ấy, nghe tôi dặn đây. Phải giữ ý giữ tứ một tí, đừng có mà sốt sắng rồi làm tôi xấu hổ. Cái gì? Mất mặt với bạn bè. Xấu hổ? Mất mặt? Tôi làm gì mà xấu hổ mất mặt hả? Hả? Đã đấy. Làm cái gì chưa? Đã làm cái gì mà bảo là xấu hổ mất mặt hả? Đấy đấy, tính đấy, cái mồm đấy. Ăn cái thì không cuống cả lên, nói thì gắt như hổ lửa ấy. À, thế bây giờ xấu hổ mất mặt, đấy đi đi, đi một mình đi. Con này dỗi, con này đi về. Không phải dỗi, này. Gâm khổ, tôi bảo, không phải dỗi, khổ quá, đi đâu thì nó phải có vợ, có chồng. Tôi có dám nói gì mình đâu, nhưng mà để tôi chỉ góp ý với mình, để cho mình sửa đi một tí, nhẹ nhàng một tí, ý tứ tế nhị một tí. Đừng có làm mất mặt chồng con, làm tôi xấu hổ với bạn bè, chứ không có cái gì cả. Thôi được rồi, mình muốn thế nào cũng được. Hai vợ chồng mình sang mừng cho bạn tôi. Nhớ cái mồm đấy nhá. Mà này, đây nói cho biết nhá. Làng xã này đều biết rằng là cái tính của con này như thế nào nhá. Cái tính nó nói như thế thôi, chứ còn bản chất tốt nhá. Cả cái làng cái tổng này ai mà chả biết. Biết rồi. Đừng có nói nhiều. Tốt thì thôi mình lấy mình đi. Nhưng mà nhẹ nhàng tí nhá, giữ ý một tí nhá. Rồi. Thôi đi. Nói nhiều quá, dặn nhiều, vẫn cả ruột. Đi, nhanh lên. Dạ bẩm ông, nhà có khách ạ. Ai đây con? Dạ bẩm ông Phú Nghĩa. Mời ông bà ấy vào. Dạ. Nhanh lên con. Dạ, con mời ông bà ạ. Cảm ơn anh. Xem nào. Ôi giời. Chào ông ạ. Chào ông. Cơm, nhà cửa khang trang quá. Chào bà, mời ông bà ngồi ạ. Ôi giời ơi, tao nói nhà nó đẹp quá. Dạ, cảm ơn ông bà. Dạ, cũng bình thường thôi ạ. Dạ, mời ông bà ngồi ạ. Vâng. Ôi giời ơi, tao nói là nó sạch tê. Người ta bảo đúng không sai, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Bảo sao em đến nhà bác em lạnh, em mát quá là mát. Hai bác ngồi uống nước, rồi tí nữa khách đến đông đủ, rồi ta vào mâm luôn. Vâng, vâng. Thôi, nước non gì ạ?
em mình ăn cỗ luôn đi ạ. Từ từ cỗ mình đã cười nhiều này, thấy bác làm được cái nhà khang trang thế này là mừng cho hai bác. Dạ. Thế mà bác gái nhà mình đâu nhỉ? À dạ vâng, đấy cũng là lỗi quá cho nên là hai bác chờ một lát ạ. À Mình ơi. Dạ. Có vợ chồng bác Phú Nghĩa sang đây này. Rồi. Mình gọi em ạ. Chà nó cũng ngon đấy, bây giờ là cái gì nó cũng ngon thế. Vợ chồng bác Phú Nghĩa sang đây rồi. Em chào hai bác Phú Nghĩa ạ. Chào bác. Dạ. Này, thế mình xem khách khứa đã đông đủ rồi thì mình mời hai bác đi vào mâm. À mình đã chuẩn bị xong hết cả chưa? Dạ thưa mình là hôm qua mình dặn như thế nào thì hôm nay em đã làm đúng như thế rồi ạ. Có món cầy tơ bảy món này. Cầy tơ bảy món. Úi giời ơi, cái món này mà nó nhầm cái gì ạ thì thôi. Dạ, có cả cá chép om dưa nữa ạ. Cá chép om dưa. Úi giời ơi, cá chép om dưa. Úi, cái món này nó gọi là tuyệt vời. Có gà hấp lá chanh nữa mình. Gà hấp lá chanh. Ở cỗ thì lúc nào cũng phải có món này rồi. Cả món canh mọc bong bóng nữa mình ạ. Úi giời ơi. Riêng cái món này nha là không chỉ một mình em thích mà cái thằng chồng em cũng thích. Thế thì tốt quá ạ. Cỗ như thế là cũng đầy đủ hết cả rồi. Thế bây giờ mình có thể mời hai bác đây vào dùng bữa luôn cũng được. Hôm nay là tân gia của nhà em, cho nên hai bác sang có gì không phải thì cũng mong hai bác bỏ qua cho. Không, có cái gì đâu mà bỏ qua cho, cứ cố ngon là bỏ hết. Rồi. Thế cứ từ từ đó bác. Chờ khách cứ đông đủ thì mới ăn cũng được mà. Đủ rồi. Ba cái thì là chu đáo quá. Đúng là ông Linh, ông Phú Linh là có phúc có đức, lấy được một người vợ công dung ngôn hạnh, đảm đang tài giỏi. Đây, từ hai bàn tay trắng dựng lên được một cái cơ đồ nó khang trang như thế này. Ấy, bác Phú Nghĩa cứ nói quá, chứ nhà em là phải nhờ vả anh em, bạn bè, hàng xóm láng giềng thì mới nên được cơ ngơi như thế này đấy ạ. Bác cứ khiêm tốn. Đã bảo rồi, ở nhà đã bảo rồi, làm gì mà có cái chuyện tay trắng mà đời làm được cái cơ ngơi thế này. Cứ, có mà nhờ vả hết đấy. Cứ im cái mồm được không? Làm sao mà tao phải im? Thưa bác. Vì đâu là mất mặt đấy đấy. Làm sao mà mất mặt hả? Anh nói phải biết giữ mồm giữ miệng. Giữ mồm giữ miệng cái gì? Có ý có thứ. Tôi nói cái gì mà giữ mồm giữ miệng? Nhìn cái này, nhìn vào ông Phú Linh mà học tập nhá. Học tập cái gì hả? Hả? Tôi nói cho ông biết, ông thích công dung ngôn hạnh cái gì? Đây có hết nhá, có tất nhá. Nhưng mà đây không thích rồi nhá. Bác phải bình tĩnh nào. Bác cứ để yên em. Thưa bác. Không điên được nhá. Yep. Bác. Này ông điên thì ông định làm gì? Ông định làm gì thôi? Hả? Khảo bếp. Bác khảo bếp giúp em một tí. Nhà em còn nhiều việc quá. Này, thôi, nể lắm đấy nhá, nể hai bác lắm đấy, hôm nay tôi mới để yên đâu. Mình có ý biết không? Bác. Bác cứ ngồi xuống, bác cứ bình tĩnh đã, bác cứ ngồi xuống đây. Hôm nay là tân gia của nhà em, có gì thì hai bác về nhà đóng cửa bảo nhau, chứ ai lại làm như thế mất mặt lắm. Thôi, bác cứ ngồi. Khổ quá nhưng mà bác ơi, nhà em đóng cửa nó lại không bảo được nhau, mình nhục chứ. Bác cứ uống chén nước, hạ hỏa. Đấy bác thấy, nó có vô duyên không? Bác là cái chỗ thân tình nên em chả giấu làm gì. Từ lúc đến đây này, bác thấy có vô duyên không? Tôi hiểu mà, nhưng mà thôi, dù sao cũng là vợ mình, đầu gối tay ấp, xấu chàng thì hổ ai hả bác. Mình cứ nhịn đi một tí rồi cũng không thiệt đâu mà lo. Thôi, thôi có em khi em nghe bác, em sẽ nhịn. Vâng. Vợ già thì dạy bảo từ từ. À, thôi bây giờ em sẽ bảo ấy, nó phải học tập cái bác gái bên nhà mình. Đội ơn bác ạ. Thôi mọi việc cũng đâu còn đó bác ạ. Bác phải hạ hỏa. Thôi đến giờ rồi, rước bác vào dùng cơm ạ. Nô. Dạ. Con xuống chuẩn bị hết đi. Dạ vâng ạ. Con vào ngay đây ạ. Xuống làm bác chén rượu cho nó hạ hỏa. Dạ. Thấy bác đã dựng được cái cơ ngơi khang trang này là em mừng lắm. Dạ, đội ơn. Cũng muốn uống một lần say với bác. Dạ, đội ơn bác ạ. Dạ. Rước bác ạ. Úi dồi ôi, Mình ơi, nhanh, chào nhanh, em. Nhanh, nhanh lên Mình ơi. Đây rồi, em đây, em đây. Nhanh lên. Ôi, cái khổ chưa. Không, phải đó. Không, sai là sao. Thôi chút đi gánh nặng đường xa. Ngược xuôi bôn ba, nay ta về nhà ta. Không về nhà ta thì về đâu. Đường đầy chất chồng hết. Lâm rồi lại mê, không mê nhà em ta mình mang ra quả bốn bề. Đấy, gớm, những cái lúc say như này ấy, mới nhận ra được vợ tốt như thế nào chưa? Vợ
ta lúc nào chả tốt. Chả tốt thì sao? Đấy, thế mà đi ra bên ngoài lúc nào cũng nói xấu vợ, hết thế này lại hết thế kia. Nói điêu, nói xấu vợ khi nào? Này, đây là chỉ góp ý để cho vợ thay đổi, để tốt hơn, để mát mày mát mặt với bạn với mẹ hơn. Tính vợ ấy là cái như hồ lửa, ăn nói thì sỗ sàng, chỉ được mỗi cái tâm nó tốt. Nhưng mà vợ vẫn phải thay đổi đi. Chồng chỉ có góp ý cho vợ để vợ thay đổi, để vợ lớn lên. À, lớn lên á? À, em thấy em lớn rồi mà. Chỗ này, chỗ nào mà chẳng lớn? Lớn là lớn cái đầu, chứ không phải lớn là cái mồm. To mồm là nhiều lúc nó không có tốt. Vợ phải nhìn cái vợ lão phú mà học. Phải yêu điệu thục nữ. Mọi việc phải là cưng chiều chồng, ăn nói phải nhẹ nhàng tế nhị. Ai cứ bùm bùm toát toát như thế. Thôi được rồi, thế là nói tóm lại là bây giờ em phải yểu điệu thục nữ nết na, giống như là vợ của lão Phú Linh chứ gì. Đúng rồi. Thì muốn em thay đổi thì em thay đổi được chưa? Ừ, thế mà thay đổi thì nhà mới vui được. Thế đi về nhà đi. Chút hết gánh nặng đường xa, ta lại về nhà ta. Tòm chát tòm hồng tuyết đi mới ngày nào còn chưa biết cái chi. Và dù sinh nghĩ nhiều thứ chẳng ra gì, bao năm đợi vẫn chưa có gì là một quý tử. Tòm tòm chát tòm tòm mấy về thế nè. Mình ơi, sao thế? Em thèm ăn chuối. Gớm, chuối ngày nào chả ăn mà vẫn còn thèm. Thế được rồi, mình thích ăn chuối thì để tôi cho mình cái quả chuối của tôi. Trong người lúc nào chả có quả chuối. Mình trêu em. Trêu đâu. Này, mình biết tôi cũng thích ăn chuối mà. Đây, chuối của mình đây. Mình biết tôi cũng thích ăn chuối, lúc nào chả giấu một quả trong người. Không phải chuối này. Thế chuối nào? Chuối xanh cơ. Này, hôm nay có đổi gió không? Có giở trời không? Sao lại thích ăn chuối xanh? Em không biết nữa. Dạo này á, em thích ăn chuối xanh lắm. Mà chuối càng xanh em lại càng thích. Trời ơi, em chỉ cần tưởng tượng thôi, em cắt cái lát chuối thôi, xong em kẹp với lại muối ớt. Trời ơi, tao nói nó ngon lắm mình ạ. Xong em lại còn thích ăn sụp chát nhá. Sụp chát mà chấm với muối nữa thì nó ngon lắm. Này, thích ăn chuối xanh, sụp chát. Vâng. Thèm cả khế chua. Nhiều lúc bốc cả bức vách ăn. Sao mình biết? Ui, mình ơi, hay là em bị bệnh gì à? Ui, không được nè, em chưa muốn chết đâu mình ơi. Không. Như nào? Hay là mình như nào? Mình có ghét. Đúng rồi. Ôi trời ơi, thế này là tôi sắp có quý tử nối dõi rồi. Đúng rồi. Này, đợt này thấy mình cũng khác lạ lắm, thần thái khác này, rồi hình như là béo lên. Đúng rồi. Bây giờ để tôi đưa mình đi khám thầy lang xem là có đúng là sắp có quý tử không. em
em có em bé hả mình? Đúng rồi, đi 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 khám thầy làng ngay. Trời ơi, thế này thì vui quá. Các cụ nói không có sai, đúng là tu nhân tích đức muốn đời thịnh, ăn ở hiền lành phước để sau. Nô! Nô ơi! Dạ cái gì? Ra ông Bảo đây! Nhanh lên! Mới sớm mà đã đang hấp ngủ rồi. Đêm hôm thế này ông còn gọi con ra. Con vừa mới chợp mắt, đang mơ được ăn miếng xôi. Chưa cho vào mồm, ông làm mất cả miếng xôi còn tỉnh luôn. Mày suốt ngày chỉ có ăn thôi. Nghe ông dặn đây. Dạ. Mai sang nhà ông Phú Linh. Dạ. Bảo là ông con chuyển nhời. Dạ. À, ngày này, năm này, giờ này, tháng sau mời ông qua nhà con ăn cứ cậu quý tử mừng cho ông con. Ơ à, giờ này, ngày này, năm này thì con hiểu, sao lại phải tháng sau? Cái đầu mày này rốt lắm con ạ. Thế cậu vừa mới ra đời thì có phải một tháng nữa mới đầy cữ không? Hả? Ờ nhờ. Nhớ chưa? Ờ, con quên hết rồi. Ông nhắc lại cho con đi nào. Gì lằng nhằng quá. Nghe ông dặn này. Yeah. Mai sớm sang nhà ông Phú Linh. Dạ. Yeah. Mời ông ấy. Bảo ông con chuyển lời. Mời ông. Ngày này, giờ này, năm này, tháng sau sang nhà con uống chén rượu mừng cho ông bà con sinh được cậu quý tử. Nhớ chưa? Ai con nhớ rồi. Giờ này, ngày này, năm này, tháng sau mời ông bà sang nhà con ăn cái lễ thôi nôi mừng cậu ấm ra đời. Phải rồi, ra đóng cửa rồi vào mới đi ngủ suốt ngày ngáp. Ông vừa nói mình cái gì nhỉ? Em mời Minh thẩm tra. Cảm ơn mình. Trà ngon thật. Dạ bẩm ông bà ạ. Có việc gì thế con? Dạ thưa ông bà, có người ở bên nhà ông Phú Nghĩa muốn sang hỏi thăm ông bà. Con ra mời người ta vào. Nhớ là phải nhiệt tình chu đáo, đừng để mất lòng người ta. Dạ lời ông dạy con xin nghe ạ. Đi đi con. Mình này, ngày nào mình cũng pha trà cho tôi như thế này là tôi vui lắm. Trà này rất ngon, mình mua giúp tôi vài cân để tôi sang biếu cụ Lý mình nhé. Em biết rồi mình ạ. Úi úi rồi. Dạ bẩm ông bà. Dạ dạ. À, ông nhận ra con rồi. Ông nhớ ngày xưa lúc ông sang nhà ông Phú Nghĩa ấy, là con cũng cao lớn lắm cơ mà nhỉ? Sao bây giờ lại quắt đi thế con? Dạ bẩm ông đúng rồi ạ. Dạ đấy ông biết đấy, ngày xưa con to con là thế, vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao. Thế nhưng mà con vừa trèo cây ổi, con ngã cắm đầu xuống đất, người nó chun lại một mẩu như này ạ. Khổ thân. Ơ mà ông ơi, thế con sang đây có việc gì nhỉ? Thế ông Cả Nghĩa, ông ấy sai con sang đây là có việc gì muốn báo lại với ông. Con nhớ không? Con quên mất rồi.
Hay là ông để con về con bẩm lại ông con. Con xem có việc gì con ra con bẩm lại ông nhá. Thôi, dạ. Thế cũng được. Thằng này, đi ra. Đúng là người ở. Con nhớ ra rồi, con nhớ ra rồi. Dạ, bẩm ông. Ông bà con dặn sang đây mời ông bà. Giờ này, ngày này, năm này, tháng sau. Sao lại tháng sau hả con? Thì ông bà con dặn thế, con biết thế. Tháng sau, mời ông bà hạ cố qua nhà con ăn kinh lễ, thôi nôi. Thế là... Dạ, là ông bà con vừa hạ cố sinh một quý tử. Mừng quá. Thế thì tốt quá rồi. Ông Phú Nghĩa là cũng ngoại tứ tuần rồi, mà bây giờ mới sinh được quý tử, chắc chắn là vợ chồng ông sẽ sang nhé. Dạ. À mà bà con dặn là ông bà sang ấy không phải quà cáp gì đâu. Sao lại thế? Bà con dặn thế thì con biết thế. Không được đâu. À nhưng mà tiền thì bà con bảo cũng mang sang bà con nhận để gửi cho cậu quý tử nhà được, con. Được rồi, ông hiểu rồi nhá. Dạ. Con về con nói lại với ông Phú Nghĩa là chắc chắn vợ chồng ông sẽ sang để mừng lễ thôi nôi cậu quý tử, được chưa? Dạ. Nhớ đấy nhá. Dạ, xin phép ông bà con về. Rồi, cái thằng này đi ra. Dạ. Toàn trắng. Úi giời. Dạ, thưa ông bà. Ông bà đói chưa để con dọn cơm ạ? Ừ, con dọn cơm đi, để ông bà ăn nhá. Dạ, vâng ạ. Yêu quá. Để thầy ru con ngủ nào. Mẹ chú, mẹ chú. Đói là con chim xanh ăn nó là ăn nó tâm mát, ăn nó tâm mát đậu cành, đậu cành dâu ra đường về bên đi ấy bao xa. Ôi trời ơi, xinh quá, yêu quá, yêu giống tôi cứ như đúc ấy nhỉ. Cái mắt này này, cái mắt này, nó yêu này, nhìn con ngủ thôi cũng dễ thương mình ạ. À. Dễ thương quá cái này, còn cái miệng nữa kìa, chúng cha chúng chim, xinh ơi là xinh. Xinh giống ai? Duyên như cái miệng của mình. Đấy, mình thấy chưa, mình phải biết trân trọng em đấy nhá. Tôi lúc nào chả chân quý mình. Tôi cảm ơn mình đã sinh cho tôi một quý tử để mát mày, mát mặt với xóm, với làng, với họ, với hàng. Đây, đây này, có bao nhiêu của quý. Đấy, dành hết cả cho con trai. Đưa đây, cho mẹ con giữ này. Rồi. Đấy. Ôi, con ơi, con ơi. Thầy thương con lắm đấy nhá, của chìm của nổi thầy bảo thầy cho con hết đấy. Thương lắm chứ không thương thì thương ai. Mẹ thương. Yêu lắm. Đáng yêu chưa kìa. Cái thằng kia, sao lúc nào mày cũng ngáp ngủ thế hả? Tiểu Minh, có chuyện gì thế con? Ông bà ơi, có ông Phú Linh sang gặp ông bà ấy. Có cho vào không ạ? Hay tôi có cho về luôn? Ấy, sao lại cho về luôn? Ông mời ông ấy sang đây thì con phải mời ông vào nhà chứ. Nhưng mà con thấy mặt ông Phú Linh cứ hóng hóng ấy, chắc sang đây thì không có đấy. Thằng này, không được nói bạn ông như thế. Bạn ông với ông là cái chỗ thân tình thì ông mới sang mừng cho ông. Con nói như thế là không có được đâu đấy. Ra mời ông vào đây cho ông. Rồi, con biết rồi. Nói cẩn thận nha. Đấy, đấy, đấy. Con biết rồi. Mày quát ông đấy à? Mày quát bà đấy à? Con mời ông bà. Đừng có nói to, con nó giật mình. Quạt nhẹ thôi. Xin chào ông bà. Quý hóa bà. Ông bà sang chơi. Mời ông bà ngồi. Ngồi xuống đi mình. Ông bà ngồi. Ông bà tự lấy nước uống nhá. Ủa đấy. Ra nước con. Quý tử trộm vía quá, kháu khỉnh quá. Ra nước đi con. Nó đáng yêu như em. Mà bác Phú Nghĩa này. Dạ. Bác cũng tài thật đấy. Ngoài tứ tuần rồi
mà thế nào vẫn ra được quý tử? Dạ. Mà này, sao nhanh thế nhỉ? Tôi nhớ là cái hôm mà sang ăn tân gia nhà tôi ấy, là đã có gì đâu nhỉ? Thì đấy, một là được nhờ hồng phúc tổ tiên, cái thứ hai đấy là nhờ cái rượu của bác gái. Hôm đấy là em về uống rượu rồi là được quý tử đây này. Bác nhầm rồi, không phải là do rượu đâu mà tất cả là do bác thôi. À, không phải là do nhà em đâu bác ạ. Chứ mà được thằng cu như thế này là gia đình nhà em cũng nhờ hàng xóm nhiều lắm đấy ạ. Ôi giời. Này. Cái gì đấy? Nhờ hàng xóm. Nhờ hàng xóm là thế nào? Mẹ thương. Cô làm cái gì đằng sau lưng tôi? Bác ơi, cứ để cho em. Bác ơi. Hôm nay phải làm cho rõ ngôi cho quay. Nên còn rớt cả quả. Bác mình tỉnh táo. À, thì ra là cái đồ lăng loạn. Bác này ra vẻ chính chuyên. Buổi tối thì làm chuyện liên thiên đằng sau tôi à? Bác phải im để cho con nói. Không im được. Đấy, hai bác thấy đấy. Con thử có một tí thôi mà đã sồn lên như thế rồi. Đấy, hai bác thấy chưa? Bác thì thấy là không được. Đấy, con của ai thì mình tự biết nhá. Nhìn cái mặt nó lù thế này. Ôi mẹ thương. Thử, ai lại thử thế? Thầy thương. Trời ơi, làm con thầy giật mình đúng không? Thương lắm. Thôi, bỏ ra đi. Đấy, thế... hai bác thấy đấy. Đi đâu lúc nào cũng kể xấu em, xong so sánh em với người này người kia. Hai bác thấy em là sao mà chịu được? Kể xấu khi nào? Cái hôm... Khổ quá nhưng mà bác ơi, nhà em đóng cửa nó lại không bảo được nhau mới nhục chứ. Bác cứ uống chén nước. Đấy bác thấy đấy. Đừng có vô duyên không? Bác là cái chỗ thân tình. Nên em chả giấu làm gì. Từ lúc đến đây bác thấy có vô duyên không? Tôi hiểu mà. Nhưng mà thôi, dù sao cũng là vợ mình, đầu gối tay gấp, xấu chàng thì hổ ai hả bác. Mình cứ nhịn đi một tí rồi cũng không thiệt đâu mà lo. Đấy à, thôi. Đấy bác ạ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người một tính cách nữa. Nên là có việc gì thì nhẹ nhàng rồi báo nhau sau bác ạ. Chứ bác thấy đấy, bọn em là phận đàn bà, mới sinh ra thì đã khổ hơn đàn ông rồi. Sau thì có việc gì thì bác nhẹ nhàng chỉ bảo, rồi về nhà đóng cửa bảo nhau sau bác ạ. Rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn bác Phú. Này, mình... Về. Tôi xin lỗi. Không lỗi. Từ dày, tôi sẽ nhẹ nhàng, nghe lời, rồi không làm cho mình giận nữa nhá. Thôi bác Phú ạ. Hôm nay là ngày vui, mọi cái chuyện không vui bỏ qua đi mình ạ. Bây giờ mời ông bà vào uống với vợ chồng em chén rượu. Dạ vâng. Mừng ạ. Thôi nôi cháu. Đó. Dạ. Dọn cơm. Vâng ạ. Ôi, chồng mới trả con. Tìm cái gì? Quá định vào tìm cái gì? Mơ à? Mơ hay là chưa ngủ? Ngủ chưa? Ngủ chứ. Phải chui nữa. Không còn cái gì đâu. Ra đi. Có thấy chưa ngủ à? Ngủ thì nằm đấy làm gì? Ngủ thì ngủ, dậy thì dậy chứ. Nói với ông ấy, không còn một cái gì đâu. Thế ông định tìm cái gì? Ông đi thế chưa chán à? Ông chơi thế chưa đủ à?
Tóm lại bà phải giúp tôi. Thế lại thua hết rồi chứ gì? À? Hôm nay hết rồi mà mai sẽ có. Ông nói thế mà nghe được à? Tôi hỏi ông, ông thử xem ngày xưa ông có thiếu thốn cái gì không? Hả? À, nhà cửa thì 5 gian 2 trái. Cái gì? Nhà 5 gian 3 gian 2 trái. Thế đây là trái gì? Hả? À, đây là mấy trái tôi hỏi ông? Nửa trái. Ừ. Thế bây giờ ông định làm như thế nào? Hả? Mà ông vẫn cố tình, ông định làm như thế nào? Thì khổ quá, thì bây giờ tôi đang quyết định thì gỡ lại 4 trái rưỡi nữa đây còn gì nữa. Gỡ? Ông định gỡ? Thì ông gỡ xương cá hay là ông gỡ xương nhà? Hả? Thế cái nhà này thì chả gỡ thì để làm cái gì? Đấy, đúng là bây giờ mà tôi mới tin. Ngày xưa trước khi tôi lấy ông ấy, dân làng người ta đã bảo rồi, đừng có lấy cái thằng tèo. Rồi ôi, nhìn mặt bát hình ra ngu lắm, ngu hết cả phần của. Đấy, thế mà tôi... Thằng nào, đứa nào bảo? Cả làng nói không sót một ai. Có đúng là không sót một ai không? Không sót một ai cả. Vẫn sót cái con này này. Thế thì mới ngu, mới lấy ông. Đấy. Đấy, bây giờ thì tôi tin lời cả làng nói là đúng rồi. Mà đấy, hồi đấy không hiểu sao ông cho bố mẹ tôi ăn bùa mê thuốc lú cái gì. Mà bố mẹ tôi bảo, không sao con ạ, con cứ yên tâm. Dân làng người ta nói thế thôi. Nó tuy tên là tèo, thế nhưng lấy nó vào sẽ hết nghèo. Đấy, tôi nghe lời bố mẹ tôi, nhưng bây giờ hóa ra là bố mẹ tôi cũng sai lầm. Đấy, đấy, bây giờ tôi không có... Người ta đã nói rồi, cơ bạc là bác thằng Bần. Cửa nhà bán hết thì thân tôi ra đường. Thì bây giờ tôi sắp ra đường rồi. Đấy, tôi không tin. Thế nên tôi mới cá cược. Tôi đánh đổi cả cuộc đời của tôi để tôi lấy ông. Nhưng bây giờ thì tôi thấy đúng là tôi ngu thật. Tôi quá ngu rồi. Trời ơi, ngu thì ngu chứ mà đậy nó lại. Đậy cái gì? Mọi người ta nhìn đi à? Kệ người ta. Ai nhìn thì kệ người ta. Đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại. Đẹp nhỉ? Đấy. Phô ra. Tại sao cái hồi mà tôi đánh được cái thì bà cười cứ như là ma làm ấy thế? Hả? À? Nó mua đi mua sắm lụa là gấm nóc chơi cả cây cơ. Hoa tai thì làm mấy đôi liền đấy. Lúc ai sướng cho? Mình ơi! Mình đâu rồi? Thầy nó về rồi đấy à? Thế sao hôm nay thầy lại về sớm thế nhỉ? Ừ. Sớm nó sớm thế nào? Giờ này còn sớm cái gì nữa? Đi suốt cả đêm hôm qua đến tận chính ngọ bây giờ mới có mặt ở nhà mà lại bảo là sớm. Thế là thầy nó đi cả đêm à? Vợ lạ nhỉ? Vợ mới trả con, chồng đi không biết về không hay. Thế là hay đó. Thôi chết rồi. Dạ. Hay là đêm qua có thằng trộm nào về đây rồi vợ lại tưởng là chồng là nằm ôm nó. Khổ quá. Thầy nó cứ đa nghi tào tháo. Em là em nó cũng chờ thầy nó đấy chứ. Em chờ cả đêm đấy. Thế nhưng mà em mệt quá em thiếp đi lúc nào không hay ý. Mà làm gì có ai. Cả cái làng này ý, chả ai bì được với thầy nó đâu. Cớp. Mà lạ một cái là người ta biết ngay chứ. Trộm nào dám vào nhà mình đúng không? Đương nhiên rồi. Nào, thầy nó đi hôm nay thế nào nhỉ? Úi giời ơi, nó kể cứ thầy mới đã đi thì chỉ có chiến thắng ấy. Em biết mà. Chỉ có đem chiến thắng về nhà. Dạ, vâng. Nhớ lại cái đợt ngày xưa mới cưới nhau ấy, về ở với nhau, gớm bao nhiêu gian nan vất vả. Hết người nọ đồn người kia đại bảo chồng là ngu dốt, cái mặt nó hãm lắm. Ôi thầy ơi, thầy nó không phải để ý làm gì. Miệng lưỡi thế gian á, trăm ngàn cái vớ vẩn. Đấy, người ta kiểu như là người ta ghen ăn tức ở ấy mà. Thấy vợ chồng mình như thế này là không ăn được thì đạp đổ mà. Nhưng mà em đâu có ngu. Phải công nhận mình hồi là sáng suốt thì dạ. Quyết định ngay hiểu không? Vâng. Chứ không bây giờ vào tay cái cô khác thì có phải làm gì có cái nhung lụa mà mặc. Làm gì có chuyện như thế. Thế làm sao mà có cái căn nhà nó phải 5 gian 3 gian 2 trái như thế này. Dạ. Thế thầy nó này, thế thầy nó hôm nay về thì nó dạ. Trông được cái học thì không hay nhưng mà tất tay là kiểu gì cũng thắng. Dạ. Thế mới là chồng em chứ lì. Rồi đấy là hôm
quá, nó tròn quá, nó đỏ quá. Thảo nào linh tính của em là mách bảo. Chắc chắn là chồng em sẽ chiến thắng trở về. Phải nói hơi bị nặng tay. Dạ, ơi dạ em ra. Kết ngay. Vâng, bây giờ thầy nó lại đi tiếp đi. Mà hình như là mọi khi giờ này là thầy nó đang ở bên cái đám tổ tôm, tổ tép cơ mà. Ôi, đi suốt cả đêm hôm qua đến tận trưa nay rồi thì còn đi cái gì nữa. Bây giờ thì nó mệt mỏi rồi, về ăn uống rồi nằm ôm vợ ngủ chứ này. Chớ nhá. Hả? Thầy nó là chớ nhá. Đang cầu đỏ của thầy nó. Ừ. Cái khoản đấy là mình cứ phải kiêng cữ. Đấy, thế bao giờ hết cái cầu đỏ này ấy, lúc đấy thầy nó có mà tha hồ. Đấy, thế bây giờ thầy nó cứ đi tiếp đi nhá. Em phải đi ngủ tiếp, chờ thầy cả đêm, mệt quá. Đi vào đi ngủ tiếp nhá. Đúng rồi. Thầy nó cứ đi đi. Chờ hết cầu đỏ thì thoải con gà mái nhá. Dạ, mừng quá còn đi nhầm đấy. Nhưng mà vợ cứ phây phây đi kia. Chồng nhìn còn khó chịu chứ là hàng xóm. Lại đi tiếp. Phải kiếm cho bằng đủ. Nhà năm gian phải kiếm luôn 5 cái. Lại đi. Thế bây giờ tôi hỏi ông, hoa tay đâu? Ông nhìn trên người tôi xem là lụa là gấm vóc đâu. Hoa tay đâu hay trên tay bây giờ còn toàn lỗ? Hả? Người ta đã bảo rồi, con người người ta khôn ấy là người ta phải biết dùng cái vần gì on on đấy, người ta phải biết điểm dừng, hiểu chưa? Vận dụng cái vần on đấy vào. On on là thế nào? Vần on ấy như kiểu người ta nói là gà non thì rất là ngon, có đúng không? Lúa non thì rất là ngon, đúng không? Đấy, cái gì non cũng rất là ngon, rất là bổ, có phải không? Thế nên là cờ bạc thì mình cũng phải ăn non. Thắng rồi thì ăn non đi, dừng đi. Thế nhưng này cố cơ. Ăn non. Chứ còn sao nữa. Ăn non thì kiểu như bà đấy, con chó nó chơi. Đấy, thì có thằng vẫn đang lấy chó đấy. Đang nói chuyện với chó đấy. Mà thôi, không nói nhiều nữa. Tóm lại là bà còn tiền đấy cho tôi còn đi gỡ. Tôi còn có mỗi cái thân tôi này. Ông xem có ai mua ông bán nốt đi. Ông vẫn thích chơi được không? Ông vẫn thích chơi đúng không? Được rồi. Ông ấy, tôi thấy ông không được cái tang dạng gì, khôn nhà dại chợ. Ra ngoài đời ấy, đời nó lừa được ông, ông không lừa được đời một tí nào. Đấy, chính vì như thế nên là ông về nhà ông lừa vợ lừa con, ông để cho vợ con ông khốn khổ như thế này. Được rồi, bây giờ ông chơi với tôi đi. Nếu như ông thắng tôi cho ông ra ngoài để chơi. Ông có đồng ý không? Hả? Trời bà thì cả chục năm nay thì còn gì nữa. Được rồi. Ngày nào mà không chơi. Được rồi, thì hôm nay ông thử chơi với tôi đi. Tôi hỏi ông bây giờ trong người ông có bao nhiêu tiền? Hả? Khổ quá, còn có 5 xu không đủ. Tôi cũng có 5 xu. Thế sao vừa nay bảo là không còn một xu dính túi? Thích thì nó có đấy. À, nếu như ông thua, ông phải ở nhà cho tôi. Ông chịu cái thân phận cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày. Ông mặc cả đêm không cần cởi cũng được. Còn nếu ông thắng tôi cho ông muốn đi đâu thì đi. Thích chơi gì thì chơi. Ông có đồng ý không? Mà chơi thế nào? Chơi thế nào? Bây giờ tôi với ông, mỗi người để 5 xu ra đây. Tôi đếm từ 1 đến 3. Nếu như ai nhanh tay thì lấy được. Ông đồng ý không? Nếu nhất trí. Nào, 5 xu vào đâu? 5 xu. Ông nhắm mắt vào. Sao phải nhắm mắt? Để tôi lấy tiền. Ông mà tí hí đừng trách tôi đấy nhá. Ô, hóa để đấy à? Thế mình không biết nhỉ? Tôi để đâu đến làm việc của tôi? Ở đây. 5 xu của tôi đây. Ông có dám chơi không? Chơi thì chơi, ngại cái gì? Mà chơi thế nào? Bây giờ tôi cứ đếm từ 1 đến 3. Ai nhanh tay lấy được thì tiền là của người đấy. Đếm từ mấy? 1 đến 3. 3. Bà. Mình xin nhé. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ê.